Mình đây làm sao mẹ đi ra rồi hả? Bên mẹ, mẹ đâu? Đóng cửa lại cẩn thận nhé. Đấy, hai người đẹp của tôi đấy các bạn ơi, hai người đẹp đó. Chùa rất là yên tĩnh. Vô đây tự nhiên mình thấy serenity, tức là rất là đâm chồi nè hả? Mùa spring nó ra rồi nè. Thấy không ta? Đâm chồi đúng không? Đúng rồi, nó đang nhú nhú hoa này các bạn. Nhú nhú ra rồi đó. Thôi tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại sau. Chúc mình